Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi câu cá sặc rằn các bạn. Nhưng mà trước khi đi câu á, mình sẽ chia sẻ vấn đề mình muốn các bạn nên lựa chọn cái phao bắp á để mà các bạn đi câu cá sặc rằn nha các bạn. Tại vì đây nè, phao bắp nè, những cái phao này các bạn nên nên lựa chọn để mà đi câu cá sặc rằn. Thì những phao bắp này trong những video cũ á, mình đã nói với các bạn là mình tự làm hết, mình không có mua nhau, mình tự làm, mình đi hái về xong rồi mình phơi nắng rồi mình sẽ tự làm. Thì đối với mình và đối với nhiều những người đi câu cá sặc lâu năm á, thì họ đều chọn phao bắp để mà câu cá sặc rành nha các bạn. Thì có một số ít họ chọn những cái phao bằng xốp hoặc là bằng chất liệu khác, nhưng mà đối với mình với những người rất nhiều anh em khác đi câu cá sặc rằn thì lựa chọn phao bắp. Vì tại sao các bạn có biết không? Đó là vì nó rất là cảm giác, cái phao bắp đó, nó rất là cảm giác. Mình câu cá rất là cảm giác các bạn. Nó nhẹ lắm. Nên được nhiều anh em đi câu ưa thích. Trong đó có mình cũng rất là thích cái phao bắp để mà câu cá sặc rằn. Thì đấy, mục đích của mình là khuyên những ai mà đi câu cá sặc rằn thì nên lựa chọn phao bắp để mà câu nó có cảm giác lắm các bạn. Và nó nhẹ, khi mà con cá nó kéo nhấp 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 kéo chìm cái là mình rất cảm giác và mình nhấc nó lên thôi. Thì các bạn có thể làm rồi các bạn đi mua cái đầu chuột này gắn vào nha các bạn, để mà cho xuống nước á, các bạn dễ nhìn khi mà cái khoảng cách của cái cây cần nó dài 7m2 rồi 8m rồi 9m 10m thì các bạn có thể nhìn thấy được cái đầu đỏ này, tại vì cái cần nó dài quá, câu cá sặc rằn thì cái cần nó hơi dài, cỡ 7m2 độ là ít nha các bạn, là được rồi. Là từ mình câu từ xưa đến giờ vẫn xài cần 7m2 thôi trong đám rau nhút thôi các bạn. Có mười mấy, gần 20 năm vẫn xài cái cần đó thôi, không có gì hết nha, vẫn câu được cá thường xuyên. Cần dài cũng tốt thôi, nhưng mà cần 72 cũng được rồi nha. Còn một cách nữa là các bạn có thể lấy sơn, các bạn sơn lên để cho dễ nhìn nè. Mình thì mình dùng cái sơn vàng này rất là dễ nhìn nha các bạn. Đừng có sơn màu xanh nha các bạn, tại vì màu xanh nó trùng với cái màu bèo, nên các bạn sẽ không nhìn thấy được cái phao. Hoặc là các bạn thấy mà nhức mắt, màu vàng này hoặc là màu hồng đó các bạn. Màu hồng mình nhớ nhắc lại các bạn nha, là sẽ rất là dễ nhìn nha. Thì đó, đây là một số cái kinh nghiệm mà mình nói cho các bạn biết. Thôi bây giờ mình chuẩn bị câu nha, các bạn xem ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn xem video của mình, các bạn đừng tua nha các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở lát nữa nha, mình đi câu nha, cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn, mình mới lên được con cá các bạn. Nhưng mà mình lại không có quay được cái cảnh giật cá lên cho các bạn coi, các bạn thông cảm mình nha. Lên con nha các bạn ơi. Con này cũng không bự mấy các bạn, cái sạch dằn các bạn, thất luôn các bạn. Đây, nó đây nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem, các bạn xem video của mình, các bạn đừng tua nha các bạn ơi, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn. Bạn thấy bự không bạn? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.
quá nè, đã quá. Lên con nữa. Đáng các bạn. Đáng các bạn ơi. Nó thêm con nữa các bạn ơi, đã không? Cảm ơn các bạn nha. Lên cái sọc bướm bạn ạ. Cái sọc bướm này mình thả đi các bạn. Mình thả đi các bạn ạ. Rồi, lên tới đây đó xuống. Lên cá sặc bướm các bạn. Cá này mình thả đi các bạn ạ. Cá này mình thả các bạn. Bốn con này bằng bằng nhau á. Chắc không chặt nhau lên. Đây số lượng cá mình câu được trong ngày hôm nay các bạn ơi. 5 con cá sặc rần. Nó gần bằng 4 ngón tay hết các bạn. Cảm ơn các bạn xem video của mình.